Chuyến bay thẳng dài nhất thế giới từ Singapore đến New York với quãng đường hơn 16.000 km, kéo dài 19 giờ sẽ kết nối hai siêu đô thị của châu Á và châu Mỹ. Hãng đã sử dụng chiếc Airbus A350-900ULR mới. Máy bay này được thiết kế với 67 ghế thương gia và 94 ghế phổ thông đặc biệt, không có ghế phổ thông thường. Giá vé khứ hồi ban đầu được đề xuất cho ghế phổ thông là 1.438 đô la Singapore, tương đương hơn 24 triệu đồng hành khách trong chuyến bay được mời tới bữa tiệc ra mắt ở cổng chào. Đại diện hãng hàng không cho biết, chuyến bay hoạt động 3 lần mỗi tuần, từ ngày 18 tháng 10, mỗi ngày sẽ có một chuyến khi đội bay A350900 thứ hai đi vào vận hành. Kỷ lục chuyến bay thẳng dài nhất thế giới trước đó thuộc về hãng hàng không Qatar Airways với đường bay từ Auckland, New Zealand tới Doha, Qatar dài 14.535 km.